Vì một người con gái. Giữa ngày xưa, tại một đất nước trù phú nọ, khi cuộc sống của người dân đang yên ổn, bỗng một ngày bị giày xéo bởi giặc ngoại xâm hung bạo. Chúng đi đến đâu đều cướp bóc, vơ vét trắng trợn, giết hại nhiều người dân vô tội. Buồn tàu đức vua, hai tên đầu sỏ cứng đầu này đã giết chết nhiều quân sĩ của ta, khó khăn lắm mới tóm được chúng, bây giờ xử chúng sao ạ? Giết hết chúng nó cho ta. Khoan đã, đừng giết chúng, hãy giải chúng về nước, sẽ có việc hay ho dành cho chúng. Thế là hai chàng trai theo lệnh của tên vua độc ác và bị áp giải về vương quốc của hắn. Họ không hay biết gì về giả tâm của chúng. Bị giam trong ngục tối, họ vô cùng cô đơn, buồn khổ vì nỗi nhớ quê hương gia đình và cả nỗi khổ đau mất nước, tha hương nơi đất khách quê người. Để thể hiện lòng thành với đất nước, họ quyết tâm cùng nhau tuyệt thực. Sao bọn chúng không giết chúng ta luôn đi, còn mang chúng ta về đây, chúng định làm gì với chúng ta chứ? Bọn chúng là phượng mang rợ, độc ác, chắc chắn mục đích của chúng chẳng có gì tốt đẹp đâu. Thà chết vinh còn hơn sống nhục, nhất định không được để chúng lợi dụng chúng ta để gây hại cho quê hương mình thêm nữa. Xin Chúa hãy ban cho con cái chết để trái tim chúng con bãi thuộc về quê hương của chúng con. Con cầu xin người. Sao phải chết hả hai dũng sĩ bậc nhất? Nếu hai anh kết thúc cuộc đời ở đây thì thật là phí. Nghe đây, mặc dù các ngươi là tù binh, nhưng đức vua đáng kính của ta vô cùng cao thượng. Ngày ấy cho các ngươi thêm một con đường sống. Hãy luyện tập chăm chỉ để thành người tài giỏi. Chờ đến lúc thích hợp, đức vua của ta sẽ cho các ngươi được thể hiện tài năng của mình. Đừng hòng, ta sẽ không đòi nào phục vụ kẻ thù của đất nước ta đâu. Được, thế thì các ngươi cứ ở đây cho chuột bọ gặm nhấm xương thịt của các ngươi đi. Những kẻ không biết điều, rượu thưởng không uống mà lại thích uống rượu phạt. Sếp à, chúng ta phải sống mới có thể có cơ hội quay về đất nước chúng ta. Nếu chúng ta chết ở đây thì đúng thật là vô nghĩa. Nhưng tội ác của chúng đối với đất nước chúng ta muôn đời cũng không thể rửa sạch. Tôi không muốn phục vụ cho chúng đâu. Tất nhiên chúng ta sẽ không đời nào làm thế, mà chúng ta chỉ vờ thỏa hiệp với chúng. Nhân cơ hội này, chúng ta hãy cố gắng tập luyện để tài kiếm của mình trở nên thật mạnh mẽ và giỏi giang. Sẽ có một ngày mình có thể quay về quê hương và gây dựng lại đất nước của mình. Hay chí ít cũng là để hạ gục được tên vua xấu xa, để khiến dân chúng tộc ta thoát khỏi đau khổ và rời khỏi cảnh lầm than. Ừ, phải rồi, chúng ta nhất định không bỏ cuộc. Thế rồi, hai chàng trai cố nén nỗi căm thù, ngày ngày cố gắng rèn luyện tay kiếm và không thôi hy vọng về một ngày được tự do và trở về quê hương của họ. Nhưng họ đâu biết về mục đích ghê tởm của tên vua tàn độc. Hey, bệ hạ cứ yên tâm, bọn chúng đang hăng say tập luyện lắm. Đến ngày sinh nhật bệ hạ, chắc chắn người sẽ được thưởng thức một cuộc đấu hay chưa từng có. Ta rất nóng lòng đến ngày đó, xem hai tên tù binh đánh giết lẫn nhau trên đấu trường như thế nào. Hắn sẽ náo động lắm. Nhớ, đừng để lộ cho chúng biết về việc này, kẻo hỏng việc. Trong khi đó, hai chị em công chúa xinh đẹp đã vô tình nhìn thấy Teset và Sep, mặc dù đang bị giam cầm và quản thúc nghiêm ngặt. Họ lập tức có cảm tình đặc biệt với hai chàng trai. Wow, chị ơi, họ là ai vậy? Trông họ thật hào hoa, khí chất khác hẳn những kẻ đàn ông trong đất nước mình. Họ là tù binh của nước lân bang, vừa bị cha ta chiếm đóng đấy em à. Họ vẫn trong thời gian bị quản thúc. Không biết cha đưa họ về đây là có mục đích gì? Em chắc rằng hai chàng ấy là những đấng trượng nghĩa, hy vọng cha rủ lòng thương mà trả tự do cho bọn họ. Khó đấy em à, em biết tính của cha rồi đấy. Xưa nay cha ít khi nhân nhượng với một kẻ tù binh nào. Chắc chắn cha đang có một mục đích gì đó với họ. Tên vua cũng sớm biết tình ý của hai cô con gái của mình dành cho hai chàng tù binh kia. Hắn nổi giận lôi đình và gọi tên cận thần đến và đưa ra một quyết định tàn nhẫn. Ta muốn cho hai tên tù binh ra đấu trường ngay ngày mai, không cần đợi đến sinh nhật ta nữa. Nhưng thưa bệ hạ, chỉ còn vài tuần nữa là đến sinh nhật ngài rồi, liệu có thể đợi đến lúc đó không ạ? Không được, hai đứa con gái của ta đã quá mê muội rồi.
chúng đều đã một lòng một dạ với hai tên tù nhân thấp hèn kia. Thật là một sự sỉ nhục đối với ta. Sau trận đấu, cả hai chúng nó đều phải chết. Dạ thưa bệ hạ, có nghĩa là dù kẻ nào thắng cũng phải giết hắn ngay sau đó, phải không ạ? Đúng vậy. Nhưng tất cả những dã tâm đầy tàn độc ấy đã lọt vào tai của hai nàng công chúa. Họ đều hết sức bàng hoàng khi nghe được sự thật. Thì ra đó mới là ý đồ của cha. Thật quá tàn nhẫn. Chị ơi, chúng ta phải làm gì đó đi. Chúng ta phải nói ngay cho hai chàng biết và tìm cách giúp họ trốn thoát. Đi thôi. Là sếp chàng ơi. Sếp chàng ơi. Có chuyện gì vậy hai nàng? Không xong rồi. Ngày mai cha em sẽ bắt hai chàng lên quyết đấu với nhau. Tệ hơn nữa là dù thắng thua như thế nào, hai chàng đều phải chết. Chúng em sẽ tìm cách giải cứu hai chàng. Đêm nay chúng em sẽ đánh thuốc mê tên cai ngục và lấy chìa khóa để giải cứu hai chàng. Nhưng đau đớn thay, hai nàng công chúa chưa kịp hành động giải cứu hai chàng trai Tê Xếp và Xếp thì họ bị tên vua cha phát hiện. Đêm hôm đó hắn bắt và giam hai nàng lại. Hai nàng công chúa gào khóc trong tuyệt vọng. Họ đều đau đớn cho cảnh ngộ sắp diễn ra của người họ yêu. Cùng lúc Tê Xếp và Xếp bị dẫn lên lễ đài và bị ép quyết đấu với nhau. Họ bước lên đấu trường với trái tim nặng trĩu. Đánh đây, đánh đây. Đánh đây, đánh đây. Đánh đây. Đừng có câu giờ nữa, ra tay đi, đánh đi. Đánh đây, đánh đây. Đánh đây, đánh đây. Cuồng mang trợ, các người có lớn mạnh nhưng sẽ không bao giờ có thể biến ta thành nô lệ, thành kẻ mua vui cho các ngươi. Các ngươi sẽ không phải là người thắng cuộc đâu. Khi xác của hai chàng trai được đưa ra bên ngoài thì lập tức những thanh gươm liền kêu leng keng, và nơi hai thanh gươm đâm xuống đã mọc lên những bông hoa màu đỏ tươi, thân thẳng đứng, xanh mướt như những cây đao vậy. Người ta gọi đó là hoa lây ơn, tưởng nhớ và biết ơn hai chàng trai Tê-rét và Xếp đã vì quê hương đất nước mà hy sinh một cách quả cảm để giữ thân trong sạch. Bà cụ qua đường. Thưa ông, con vào được không ạ? Vào đi. Thưa ông, bên ngoài có một bà cụ nhếch nhác bẩn thỉu, muốn xin vào ngủ nhờ một đêm ạ. Cái gì? Ngươi nghĩ đây là đâu mà ai cũng có thể đến xin ngủ nhờ hả? Mau đuổi bà ta đi đi. Vâng ạ. Bà thông cảm đi giùm cho, ông con không đồng ý ạ. Con đuổi bà ta theo lệnh của ông rồi ạ. Mày làm tốt lắm. Có ai ở nhà không? Cụ hỏi ai ạ? Già đi đường xa tới đây tìm con cháu, nhưng chưa tới thì trời đã tối. Già đói và mệt quá, có thể cho già ngủ nhờ một đêm được không? Vâng, mời cụ vào đây. Cụ ăn tạm bát cháo cho đỡ mệt. Cảm ơn hai cháu, hai cháu tốt bụng quá. Ai chẳng có lúc gặp khó khăn, cụ đừng ngại. Ăn xong mời cụ vào giường nghỉ ngơi. Hình như là bà cụ. Bà cụ làm sao vậy nhỉ? Chúng ta hãy qua đó xem sao. Bà ơi, bà làm sao thế? Ta đau bụng quá. Ta cần uống thuốc. Để cháu đi mua thuốc cho bà nha. Trời đã sáng rồi ư? Bà cụ đi đâu rồi? Bà ơi, bà ơi. Không biết bà cụ đi đâu mà chăn chiếu vẫn còn nguyên thế này.
Ơ, chăn đâu rồi? Trời ơi, mình có nằm mơ không? Là vàng. Vàng nhiều quá. Lẽ nào, mình ơi, nhà ta gặp được tiên rồi. Cái gì? Hóa ra bà lão rách rưới đó lại là tiên à? Vợ chồng thằng Mùi đúng là gặp may mà. Biết thế hôm đó ta... Ngươi đã gặp bà ta đúng không? Bằng mọi giá phải tìm bà ấy về đây ngủ, nghe chưa? Dạ. Ông ơi, con tìm được bà cụ ấy rồi. Thế hả? Mau đưa bà ấy vào đây, mời bà dùng bữa. Chỉ tốn bát cơm nguội với vài quả cà thiêu là lát nữa mình có cả núi vàng rồi. Thôi, dạ không muốn ăn, dạ buồn ngủ rồi. Thằng Nô, mau đưa cụ vào giường ngủ, mang thật nhiều chăn vào nhé. Dạ. Bà ơi, đi theo cháu. Hồi chết, trời đã sáng rồi sao? Không biết thằng Nô đã ăn bớt tí vàng nào của mình chưa? Ủa kia rồi, bà lão biến mất rồi. Bây giờ mình chỉ cần mở chăn ra là biến thành vàng. Vàng của ta. À! Trời ơi, rắn, rắn ở đâu thế này? À, cứu tôi với, cứu tôi. Cây vĩ cầm và trời sao. Tại sao em lại quyết định từ bỏ âm nhạc, Caspar? Chẳng phải em từng nói với thầy rằng ước mơ của em là được cống hiến cho âm nhạc sao? Thưa thầy, em nghĩ mình không đủ khả năng để tiếp tục theo đuổi ước mơ viển vông này nữa. Em học vĩ cầm từ năm 4 tuổi, đến nay đã hơn 20 năm rồi. Vậy mà chưa một lần được lên sân khấu biểu diễn. Có lẽ âm nhạc không dành cho em. Em đừng nghĩ như thế. Thầy dạy em suốt những năm qua, thầy nhận thấy ở em có một sự tinh tế và nhạy cảm đặc biệt. Em hoàn toàn có thể tạo nên những âm sắc tuyệt vời. Em chỉ là đang thiếu niềm tin vào bản thân của mình mà thôi. Làm sao em có thể tiếp tục tin tưởng được khi mà tất cả các dàn nhạc đều từ chối em hả thầy? Nếu điều neo giữ ước mơ của em là được biểu diễn trong những dàn nhạc, thì thầy có một món quà dành tặng cho em. Thầy tặng em một cây vĩ cầm Strat. Thưa thầy, thầy tặng em một cây vĩ cầm Strat sao ạ? Bất cứ một người chơi vĩ cầm nào cũng ao ước được một lần chạm tay vào những cây Strat huyền thoại. Em nghe nói rằng những cây vĩ cầm Strat được làm cực kỳ tinh tế, đạt đến đỉnh cao về chất lượng âm thanh. Nếu có một cây Strat trong tay, em sẽ tự tin hơn phải không nào? Theo truyền thuyết, những cây vĩ cầm Strat mới có thể tạo nên những âm thanh tuyệt diệu, vang vọng đến từng góc khán phòng biểu diễn. Thưa thầy, sao em dám nhận cây vĩ cầm này chứ? Nó quá tuyệt vời, em sợ mình không xứng đáng. Nhạc cụ cũng như con người, có linh tính, có tình cảm, nó sẽ hiểu được tài năng và tâm hồn người nghệ sĩ đang chơi đó. Giờ em hãy thử chơi một bản nhạc đi nào. Vâng, thưa thầy. Vời quá. Thầy ơi, cuối cùng em đã được biểu diễn trên sân khấu rồi. Thật như một giấc mơ vậy. Em ước sao thầy còn sống để chia sẻ niềm vui này với em. Cậu Caspar đúng là không làm khán giả thất vọng. Cảm ơn ông. Tôi là George Heyman, chuyên gia nghiên cứu vĩ cầm. Tôi rất ấn tượng với tiếng đàn của cậu. Mềm mại và vẫn vang vọng đến tận tâm can người khác. Thật sự rất tuyệt vời. Cảm ơn ông, nhưng đó là nhờ cây vĩ cầm Strat này, chính nó mới có thể mang lại thứ âm nhạc hoàn hảo đến vậy. Cậu có một cây vĩ cầm Strat huyền thoại sao? Vâng, nhạc sĩ Klim đã tặng tôi, nhờ cây vĩ cầm thầy tặng mà tôi mới có cơ hội được biểu diễn cùng dàn nhạc. Nếu không, với tài năng kém cỏi của mình, làm sao tôi có thể theo đuổi ước mơ cho đến tận hôm nay được chứ?
Nhưng cậu Caspar, đây không phải là một cây vĩ cầm stat. Đây không phải là một cây vĩ cầm stat sao? Ông có nhầm không ạ? Tôi là chuyên gia nghiên cứu vĩ cầm, tôi không nhầm được đâu. Đây chỉ là một cây vĩ cầm bình thường thôi. Vậy chẳng lẽ thầy Klim đã nhầm? Klim là một bậc thầy về vĩ cầm. Chắc chắn ông ấy không thể nhầm được. Có lẽ là ông ấy có một ẩn ý gì đó khi trao cho cậu cây vĩ cầm này. Thầy nhận thấy ở em một sự tinh tế và nhạy cảm đặc biệt. Em hoàn toàn có thể tạo nên những âm sắc tuyệt vời. Em chỉ là đang thiếu niềm tin vào bản thân của mình mà thôi. Nếu điều neo giữ ước mơ của em là được biểu diễn trong những dàn nhạc, thì thầy có một món quà tặng em. Nếu đây không phải là cây vĩ cầm trát huyền thoại, thì những âm thanh tuyệt vời kia từ đâu ra? Từ trái tim nhạy cảm và những ngón tay tài năng khéo léo của cậu chứ đâu nữa. Chỉ là một cây vĩ cầm bình thường, nhưng nó hiểu tài năng của cậu và đã đền đáp xứng đáng cho cậu. Thật ư? Nhạc cụ cũng như con người, có linh tính, có tình cảm, nó cũng hiểu được tài năng và tâm hồn người nghệ sĩ đang chơi đó. Thưa thầy, giờ thì em đã hiểu, món quà thầy tặng cho em là niềm tin vào bản thân mình. Em sẽ giữ gìn cây vĩ cầm này suốt đời mình. Đối với em, nó đáng giá hơn bất cứ cây vĩ cầm Strat nào, thầy ạ. Phố thay đổi nhiều quá. Vâng, 30 năm rồi, giờ chú mới quay lại chốn này mà. Thế chuyện chú nhờ cháu thế nào? Dạ, chủ nhà vui vẻ đồng ý rồi ạ. Ngay bây giờ chú cháu ta có thể quay trở lại thăm ngôi nhà trước đây gia đình chú đã từng sống. Cảm ơn cháu nhé. Chú làm phiền cháu quá. Dạ, không có gì đâu chú. Thế em đâu mà không về cùng chú ạ? Giờ thằng bé trưởng thành rồi lập gia đình, hằng ngày bận rộn, chẳng có thời gian cho ông già này nữa cháu ạ. Một mình chú về chơi, ôn lại chút kỷ niệm ngày xưa thôi. Chúng ta vào thôi chú. Mới thế mà thấm thoát đã mấy chục năm, ngôi nhà vẫn vậy, không khác xưa mấy. Chú có vào bên trong nhà không ạ? Để cháu vào báo với chủ nhà. Thôi, không cần phiền họ đâu. Chú muốn ra thăm lại khu vườn và ngồi lại đó một lát thôi. Vâng ạ. Khi xưa, chúng chỉ bằng bắp tay người, mà giờ đây đã thành những cây lớn cả người ôm không xuể. Cẩn thận kẹo ngã đó con. Dạ, ba ơi, ba ra chơi với con đi ba. Ba đang bận chút, con chơi một mình đi nhé. À, đúng rồi. An, con đang làm gì đó? Trời ơi, con có biết đây đều là những cây cảnh quý ba đã chăm sóc nhiều năm nay rất vất vả không? Cây phải đẹp không tì vết, khách hàng người ta mới mua, con có biết hay không hả? Ba, con muốn nói là con rất... Con thật là ba phạt con đứng suy nghĩ về việc sai trái mình đã làm. 3 tiếng sau mới được vào nhà, nghe rõ chưa? Vâng ạ. Cây ơi, tao xin lỗi mày. Cây đã to lớn, cái cây ngày nào giờ đã cao lớn thế này. Con rất yêu ba. Thank you.
Về quê. Cháu chào cậu. Cháu đang sắp hành lý chuẩn bị về quê đó à? Vâng ạ. Cháu phải xin phép mãi ba mẹ mới đồng ý cho cháu tự đi xe máy về quê đó. Chứ chặng đường có mấy chục cây số thôi mà. Cháu cứ chủ quan như vậy là không được đâu. Cậu qua đây cũng để dặn dò cháu trước khi đi. Cháu hãy nghe kỹ nè. Nếu cháu thấy dọc đường có đồ rơi, tuyệt đối không được nhặt. Đặc biệt là ví nhé. Tại sao lại thế ạ? Cháu chẳng biết gì cả. Đó là chiêu lừa lọc đó. Chỉ cần cháu nhặt ví lên thì lập tức sẽ có người ồ ra bắt vả cháu. Nếu cháu có dừng lại hàng quán nào thì chớ có ăn uống gì. Ở quê nổi tiếng mấy món phở chặt chém đó. Điều nữa đặc biệt quan trọng, nếu có ai xin đi nhờ xe, cháu tuyệt đối không được dừng xe. Không cho đi nhờ, cháu không thể biết được họ có âm mưu gì đâu. Không khí đồng quê thật là thích quá. Ủa, cái gì kia? Một chiếc ví bị rơi. Nhưng... nếu cháu thấy dọc đường có đồ rơi, tuyệt đối không được nhặt. Đặc biệt là ví nhé. Đó là chiêu lừa lọc đó. Chỉ cần cháu nhặt ví lên thì lập tức sẽ có người ồ ra bắt vả cháu. Nhưng lỡ như có ai đi đường đánh rơi thật thì sao nhỉ? Đúng là có người đánh rơi ví rồi. Mệt quá, mình phải dừng lại nghỉ chân một lát đã. Bác ơi, cho cháu chai nước suối tinh khiết. Có ngay. Nước của cậu đây, cậu có dùng đồ ăn gì không? Ở quán của tôi có món phở gà đặc sản rất là ngon. Nếu cháu có dừng lại hàng quán nào thì chớ có ăn uống gì. Ở quê nổi tiếng mấy món phở chặt chém đó. Nghĩa là họ chào mời ta ăn rồi, sau đó thét giá cắt cổ. Dạ không, cháu dùng nước thôi ạ. Thôi chết rồi. Ví của tôi đâu rồi? Bác cứ kiểm tra kỹ xem có lẫn ở đâu không. Ví à? À, đúng là bác rồi. Có chuyện gì vậy? Vừa nãy cháu đi sau thấy chiếc ví này rơi ở dọc đường. Có chứng minh thư của bác nên cháu nhận ra. Nó đây phải không bác? Đúng rồi, tất cả giấy tờ của tôi. Cảm ơn cậu rất nhiều. Không có gì đâu bác à. Đây coi như là quà cảm ơn. Cháu cầm lấy cho bác vui lòng. Ấy, bác đừng làm thế. Việc này là việc cháu nên làm mà. Cháu tốt bụng quá. Cảm ơn cháu. Vâng ạ. Cho tôi gửi tiền chị. Bác vừa nãy thấy cậu chỉ uống nước nên nói tôi làm bát phở này cho cậu để gửi lời cảm ơn. Cậu dùng tự nhiên nha. Bác ấy thanh toán tiền rồi. Dạ cảm ơn bác. Cậu ăn đi. Xem phở quán tôi có ngon không. Dạ phở ở đây quả thật rất ngon. Mà bác ơi, bát phở này ở đây bao nhiêu tiền ạ? 20.000 cậu ạ. Trời, chỉ 20.000 mà nhiều thịt. Nước dùng cũng rất ngon, đậm đà thế này sao? Đã thế lại bao nhiêu là rau sống. Chân tươi rất ngon nữa. Thế mà... sắp về đến nhà ngoại rồi. Điều nữa đặc biệt quan trọng, nếu có ai xin đi nhờ xe, cháu tuyệt đối không được dừng xe. Không cho đi nhờ, cháu không thể biết được họ có âm mưu gì đâu. Chào cháu. Cháu có thể cho chú đi nhờ xe được không? Vợ chú có chuyện đang ở bệnh viện tỉnh mà xe lại hỏng. Vâng, cũng may cháu mang thêm mũ bảo hiểm nữa. Cảm ơn cháu. Quái, sao thằng Kiệt mãi chưa đến nơi nhỉ? Quái, con về rồi, con chào ngoại. Đi đường mệt không con, uống chén nước đi. Dạ. Alo, cậu Dũng à? Cháu về đến nhà ngoại rồi. Thế nào, cháu có làm theo đúng lời hướng dẫn của cậu không? Có cậu ạ, cháu thực hiện đúng như lời cậu dặn luôn. Có thế chứ. Kinh nghiệm của cậu thì chỉ có chuẩn thôi. Thế nhé, cháu cho cậu gửi lời hỏi thăm ngoại. Dạ. Cậu Dũng dặn gì cháu vậy? Chẳng là cậu truyền cho cháu một ít kinh nghiệm đi đường. Cậu nói không được dừng lại nhặt đồ rơi, không được ăn hàng quán bên đường và đặc biệt không được dừng xe cho ai đi nhờ cả. Thế cháu thực hiện đúng như cậu dặn không? Dạ, cháu...
hoàn toàn không làm theo lời cậu dặn. Thế mà cháu vẫn nói với cậu là cháu thực hiện theo cậu là sao? Cậu truyền lại kinh nghiệm của cậu là điều quý báu, cháu nên nghe theo. Tuy nhiên, trên thực tế mọi kinh nghiệm đâu hẳn là chân lý. Mỗi hoàn cảnh một khác mà ngoại. Dạ, dạ, cháu của ngoại đúng là thành người lớn thật rồi. Đăng ký kênh ngay đi nào. Mỗi ngày, Bài Học Cuộc Sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.